Xin chào các độc giả thân thương của Tiếp Thị Gia Đình. Hôm nay thứ năm, ngày 1 tháng 2 năm 2018, chúng ta hãy cùng lật mở lá số tivi để xem có điều gì thú vị nhé. Vận may của tiền bạc sẽ giúp cho các bạn tuổi Tý nhanh chóng cải thiện được cuộc sống. Sức khỏe của bạn thì rất đáng để hài lòng. Thế nhưng trong các mối quan hệ giữa đồng nghiệp hay người thân thì bạn nên kiềm chế, bởi lẽ tử vi dự đoán bạn sẽ là mục tiêu của nhiều sự chỉ trích đấy. Các bạn tuổi Sửu có một ngày cực kỳ suôn sẻ trong công việc. Trong hôm nay thì bạn cũng được bảo vệ khỏi những tình huống bất ngờ hay các khoản chi tiêu vượt tầm kiểm soát. Dịp này thì gia đình của bạn sẽ phát sinh một vài vấn đề nhỏ. Chính vì vậy bạn nên nghiêm túc thảo luận với người thân và người bạn đời của mình để cùng tìm hướng giải quyết nhé. Trong ngày hôm nay thì nhiều khả năng các bạn tuổi Dần sẽ xảy ra xung đột với đồng nghiệp. Chính vì vậy các bạn hãy thật khéo léo để mọi chuyện lắng dịu xuống nhé. Chuyện tình cảm của bạn cũng khá là ổn định. Tuy nhiên thì bạn sẽ dễ dàng mệt mỏi, căng thẳng và giảm phản xạ trong ngày hôm nay. Chính vì vậy phải bổ sung vitamin E nhé. Sự vui vẻ, nhiệt tình giúp cho các bạn tuổi Mèo mang đến một bầu không khí khá là thú vị. Trong công việc thì bạn đừng ngại bày tỏ ý kiến cá nhân nếu như bạn muốn được công nhận năng lực. Về chuyện tình cảm thì hãy suy nghĩ cho người ấy nhiều hơn để tránh đẩy họ ra xa bạn nhé. Trong ngày hôm nay thì các bạn tuổi Thìn sẽ gặp phải một số rắc rối với đường tiêu hóa. Chính vì vậy bạn cần ăn uống cẩn thận hơn. Cũng trong dịp này thì trực giác nhạy bén sẽ giúp bạn có được những quyết định đúng đắn trong công việc. Và gia đình cũng chính là nguồn động viên vô giá dành cho bạn đấy. Các bạn tuổi Tỵ đừng cố đạt được mọi thứ trong cùng một lúc nhé. Bởi điều đó sẽ khiến cho bạn phải trả giá đắt đấy. Ngoại trừ điều này thì bạn có thể hài lòng về tình hình tài chính hiện tại của mình. Trong gia đình thì những khúc mắc trước đây cũng được bạn nhanh chóng hóa giải và sức khỏe của bạn thì cũng rất là ổn định. Các bạn tuổi Ngọ dễ bị nhiễm các bệnh theo mùa. Chính vì vậy, tử vi khuyên bạn nên ưu tiên ăn những thực phẩm tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Công việc của bạn thì rất là thuận lợi. Cũng trong hôm nay thì tài chính của bạn cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đây cũng là dịp tốt để bạn sửa chữa nhà cửa để tài lộc đến nhiều hơn. Thần tài sẽ gõ cửa nhà các bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay với một số tiền may mắn bất ngờ. Trong lĩnh vực công việc thì bạn cũng tìm thấy được giải pháp cho những vấn đề hiện tại của mình. Về sức khỏe thì bạn có thể bị chấn thương do va chạm mạnh. Chính vì vậy cần cẩn trọng khi chơi thể thao nhé. Cách xử lý khéo léo trong những tình huống nguy cấp giúp cho các bạn tuổi Thân chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Nhờ đó mà bạn được cấp trên chú ý và cất nhắc lên vị trí cao hơn, sức khỏe của bạn cũng khá là tốt. Trong chuyện tình cảm thì lá số tử vi khuyên bạn nên lắng nghe con tim nhiều hơn, chứ đừng nghe những ý kiến chủ quan từ những người xung quanh nhé. Các bạn tuổi Dậu được sống trong vòng tay yêu thương đùm bọc của bạn bè và người xung quanh. Chính vì lẽ đó mà mọi việc của bạn diễn ra rất suôn sẻ và gia đình của bạn thì cũng khá là hòa thuận. Về lĩnh vực sức khỏe thì các bạn cũng nên lưu ý đề phòng nguy cơ khó ngủ bằng cách ăn nhẹ hay hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử nhé. Hôm nay các bạn tuổi Tuất sẽ đạt được nhiều thành công khi bàn bạc và thương thảo hợp đồng. Trong gia đình thì con cái sẽ mang đến cho bạn nhiều nguồn động viên, tuy nhiên thì sức khỏe của bạn không được tốt lắm, nhiều khả năng bạn sẽ bị tái phát những căn bệnh mãn tính đấy. Các bạn tuổi Hợi đừng ngại tiến về phía trước, bởi lẽ có rất nhiều người luôn luôn đứng sau cổ vũ và giúp đỡ cho bạn. Trong chuyện tình cảm thì bạn cũng đừng tự cho mình có quyền áp đặt suy nghĩ đến người khác nếu như bạn không muốn đánh mất mối quan hệ hiện có. Sức khỏe của bạn thì tạm thời không có gì đáng phải lo lắng cả.